Trên báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay có bài viết Vịnh Hạ Long đang ở cảnh báo đỏ. Mới đây thì tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ là For Travel sau khi công bố danh sách Go List, các điểm đến nên ghé thăm trên thế giới thì họ đã công bố danh sách No List 2024, có nghĩa là các điểm nên dừng ghé thăm trên thế giới gồm có 9 điểm đến, trong đó có Vịnh Hạ Long của Việt Nam là di sản thiên nhiên thế giới thế nhưng vài năm trở lại đây thì vịnh Hạ Long liên tiếp phải gánh chịu những tác động thô bạo từ con người khiến môi trường cảnh quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang ở tình trạng cảnh báo đỏ. Luật yếu tố bất lợi như là sự cố SCB thì doanh nghiệp khó khăn, bất động sản đóng băng đã khiến cho tình hình nợ xấu của nhiều ngành ngân hàng xấu thêm. Bài viết nợ xấu ngân hàng phình to được đăng tải trên báo Kinh tế đô thị, dẫn lời tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cảnh báo hệ thống ngân hàng cần phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn bão. Đó chính là nợ xấu ngày hôm nay chưa được xử lý xong thì lại có thêm nợ xấu mới và như vậy thì sẽ gây áp lực rất lớn đến tình trạng tài chính của các ngân hàng thương mại. Nếu tính cả việc giãn, hoãn hay là chuyển nhóm nợ thì nợ xấu của ngành ngân hàng sẽ còn tăng ít nhất là gấp đôi báo nhân dân hôm nay có bài viết nhận diện quản lý di sản văn hóa phù hợp xu thế phát triển sau 20 năm thực thi, đã đến lúc luật di sản văn hóa 2001 được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Điều này đang được cụ thể trong dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi do Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch soạn thảo. So với luật di sản văn hóa năm 2001 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009, dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi tăng từ 7 chương lên 10 chương, từ 74 điều lên 154 điều, trong đó tách bảo bảo tàng thành một chương riêng, bổ sung các chương, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu, hoạt động kinh doanh, dịch vụ về di sản văn hóa, chuyển đổi số trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Mặc dù Nghị định 123-2020 NDCP đã quy định thời hạn bắt buộc hoàn thành chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu xuất hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán, thế nhưng vẫn không thể thực hiện được ngay. Theo bài viết xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu, vì sao Trần Trừ được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng, lũy kế đến ngày 31 tháng 10, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý hơn 5,6 tỷ hóa đơn. Tuy nhiên thì phần lớn các đại lý, đầu mối kinh doanh xăng dầu chưa kịp triển khai loại hóa đơn này do chi phí đầu tư lớn trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn. Còn theo Bộ Công Thương, việc áp dụng ngay quy định bắt buộc phải có hóa đơn điện tử và kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, gây đứt nguồn cung, ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung xăng dầu trên thị trường dạy thêm học thêm cấm cứ làm cấm cứ cấm làm cứ làm là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay. Thông tư 17 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từng được xem là cây gậy có sức nặng, hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan. Vậy mà hơn 10 năm trôi qua vấn nạn này vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện, thậm chí còn trở nên nóng bỏng trên diễn đàn Quốc hội mấy ngày qua dạy thêm học thêm không chỉ gây tốn kém cho phụ huynh quá tải cho học sinh mà còn phô bày một hình ảnh xấu xí về người thầy khi nơi này nơi kia phản ánh có tình trạng giáo viên ép học sinh đi học thêm các nhà trường tổ chức dạy thêm với hình thức tự nguyện kiểu ép buộc Bài viết khó quản lý khi cho thuê căn hộ lưu trú theo giờ là bài viết được đăng tải trên báo Lao động phản ánh tình trạng gần đây chủ một số căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội cho khách thuê căn hộ theo giờ hoặc là ngắn ngày khá là phổ biến. Thay vì kinh doanh lưu trú dưới dạng khách sạn có biển hiệu và đăng ký, những điểm cho thuê này được đặt trong các tòa nhà khu dân cư. Loại hình kinh doanh này thì đang bộc lộ nhiều bất cập. Theo ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, cá nhân đơn vị kinh doanh cho thuê căn hộ theo giờ ngắn ngày đều không không được cơ quan chức năng cấp phép. Việc cho thuê căn hộ theo giờ ngắn ngày hiện nay là hoàn toàn tự phát, không thông báo với chính quyền địa phương, gây nên những khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.